Hello, xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình lại vào bếp để nấu ăn đây. Hôm nay mình sẽ làm cái món canh xương heo nấu với lại bí đỏ. Đây, bí đỏ đây mọi người ơi. Đó, đây là bí đỏ nhé. Còn xương heo thì mình cũng đã rửa sạch rồi. Ra miếng vừa ăn như thế này. Đó, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành thôi. Mời mọi người xem mình nấu ăn cho vui nhé. Đấy, rồi. Đầu tiên mình chuẩn bị một cái nồi nước như thế này mọi người ơi. Đấy, cho một ít cái lá sả với vài tép sả vào. Đây mình cho một ít cái hạt muối biển đây, muối hạt đấy. Đấy, nước sôi là mình sẽ trần qua cái xương heo nhé. Đấy, cho xương heo vào này. Cho vào mình trụng qua cái xương heo này cho nó hết cái mùi hôi, cho nó thơm ngon đó mọi người. Đấy, đây là cái bước đầu tiên mình phải khử cái mùi hôi của xương. Đấy, mình cho xương heo vào cái nồi nước cái này, chờ cho nó sôi trở lại, nó sôi sôi tim trở lại như thế này. Cho cái xương này nó ra cái bọt bẩn này. Đó, mọi người thấy cái bọt bẩn này. Đó. Cho nó ra hết cái bọt bẩn này cho nó thơm ngon. Đấy, rồi mình lại bắt đầu lại vớt ra. Đấy, cho vào rồi lại vớt ra mọi người. Vớt ra bát như vậy. Tắt bếp để tráng nồi đây này. Nấu canh thôi. Đấy, cho vào một thìa nhỏ nhỏ thôi. Để mình phi thơm cái hành tỏi khô này. Đó, cho cái hành tỏi khô vào để phi thơm này. Phi thơm cái hành tỏi khô này cho cái nồi canh nó thơm ngon mọi người. Rất là thơm phức luôn, thơm nức nở luôn, nức mũi luôn. Đấy, cho cái số xương đã trần qua vào mình xào qua này. Làm như thế này thì nồi canh thơm hết ý luôn. Đấy, mình khử mùi hôi của xương bằng hai bước. Đầu tiên là trần qua nước sôi với muối ăn, với muối hạt và sả. Sau đấy là mình lại xào qua với cái hành tỏi khô bằm biển đấy này. Thì nó sẽ rất là thơm ngon. Đây mình đảo một lát này. Quá thơm luôn. À, những cái miếng xương nhiều thịt thế này này. Nó thơm lắm. Đây, mình sẽ cho nước sôi nhé. Mình sẽ cho nước sôi vào. Đây, mình cho nhiều nước thôi. Nhiều nước đây là được thôi. Đây là mình sẽ nêm vào để mình ninh cái xương này cho nó ngọt nước. Đây, mình cho vào đây một thìa hạt nêm cà no này. Cho hạt nêm cà no cho nó ngọt nước ấy mà. Cho thêm một ít cái bột canh, muối ăn. Này, cho thêm một ít mì chính bột ngọt nhé. Đó. Cho ít mì chính thôi. Vì mình có cái hạt nêm là thế nên mình cho ít mì chính thôi. Rồi mình sẽ đậy vung lại, mình ninh cái xương này một lát nhé.
Đây, cái nồi nước canh của mình nó đã sôi được khoảng gần 10 phút rồi. Để cái xương này nó cũng chín này. Cái nước dùng là rất là ngon ngọt luôn. Mình sẽ cho cái bí đỏ vào. Đây, cho hết cái số bí đỏ vào nhé. Bí đỏ mình thái miếng vuông vuông nhỏ nhỏ thế này thôi, cho nên mình phải đợi cho cái xương này nó chín là mình mới cho vào. Mình thái nhỏ nhỏ thế này mình nấu canh cho nó ngon ngọt đó mọi người. Nên mình phải cho vào sau là mình nấu là cái này nó lủn thì ăn mất ngon. Cái bí đỏ này nó rất là nhanh chín. Đây, mình cho bí đỏ vào mình nấu thêm vài 3 phút nữa. Sau khi bí đỏ này nó chín thì là nồi canh được thôi. Đơn giản thôi mọi người. À, rồi đây mình cho cái bí đỏ vào. Mình nấu khoảng vài 3 phút thì đây cái bí đỏ này nó chín tới là ăn thôi. Đây là tắt bếp được thôi. Thì cái bí đỏ này nó sẽ giòn ngọt. Đấy, mình không muốn nấu nó nhuyễn quá. Nấu nó nhuyễn quá nó nát chuyện ăn mất ngon. Đó. Cho nên là mình phải nấu được cái sườn cái xương heo này rồi mình mới cho bí đỏ vào là như vậy. Để khi được là mình cho một ít cái hành lá thái nhỏ thế này. Cho vào nhé. Để nấu canh này cho chút cái hành lá vào. Đây, rồi là mình tắt bếp để mình cho ra bát thôi. Đó. Đây rồi ok, mình sẽ cho hết số canh ra bát nhé. Đây, canh bí đỏ nấu với lại xương heo. Đây, mọi người trông những cái môi canh này. Đó, có xương, có bí đỏ này. Có chút hành lá nhé. Rất là ngon luôn đấy. Đây rồi đây mọi người ơi, mọi người trông cái bát tô canh bí đỏ nấu với lại xương heo này, mình đã thực hiện xong và cho ra bát đây. Đó, cách làm rất là đơn giản thôi, nhưng mà cái tô canh này ăn rất là ngon luôn nhá. Đây, cái nước của nó rất là trong veo luôn này. Đó. Này xương heo này, xương heo rất là nhiều thịt luôn, bí đỏ nhá, bí đỏ ăn rất là thanh mát luôn. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau nhé.